Bây giờ thì Thanh Điền và Thanh Ngọc xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sống Khỏe. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những loại thực phẩm để chống lại cái căn bệnh căng thẳng. Ngày nay thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ là một giải pháp để điều trị những vấn đề về sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Thay vì chúng ta dùng thuốc thì tại sao chúng ta lại không tận dụng những thực phẩm thật tốt để có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta? Khi mà chúng ta bị căng thẳng thì não của chúng ta dễ bị tổn thương và bị oxy hóa. Và nếu như mà chúng ta cung cấp cho cơ thể chúng ta đủ chất chống oxy hóa thì không chỉ là tốt cho não mà các cơ quan khác như là tim, gan, thận cũng sẽ được bảo vệ. Ăn đầy đủ các thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa làm chậm suy giảm nhận thức và chức năng của não. Tiêu thụ từ 3 đến 5 phần trái cây tươi hàng ngày. Đó là một nguồn giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, carotenoid và chất xơ. Chúng ta cũng nên tránh uống quá nhiều cà phê, trà và những thức uống có chứa caffeine. Bởi vì nếu như mà lượng caffeine vượt quá thì sẽ làm cho chúng ta dễ bị căng thẳng. Uống quá nhiều cà phê và trà sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta và làm cho chúng ta trở nên căng thẳng hơn vào sáng hôm sau. Bạn có thể chuyển sang trà xanh giàu chất chống oxy hóa và flavonoid. Một cốc trà xanh có thể làm cho tinh thần của bạn trở nên tốt hơn. Bên cạnh những lưu ý đó thì sau đây cũng sẽ là một số loại thực phẩm để giúp cho chúng ta chống lại cái chứng trầm cảm. Chúng ta nên dùng 2 khẩu phần cá béo mỗi tuần. Là loại thực phẩm mà có dầu axit béo omega 3. Những axit này thì sẽ ảnh hưởng đến cái đường dẫn truyền thần kinh trong não của chúng ta. Nếu bạn bị trầm cảm thì hãy ăn các loại hạt, hạt có dầu, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ sữa ít chất béo là những thực phẩm giàu selen làm giảm nhẹ bệnh trầm cảm. Thuốc chống trầm cảm tự nhiên đó là phenylethylalanine. Đây là một loại axit amino được tìm thấy nhiều trong quả táo, trong hạnh nhân và trong cà rốt.